Đồng hành cùng phụ nữ biên cương là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm giúp hội viên vùng sâu vùng xa có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội và gìn giữ an ninh quốc phòng các địa phương vùng biên giới. Tại Thừa Thiên Huế, tiếp nối thành công của những năm trước, năm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã mở rộng chương trình với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại huyện A Lưới, 60 gia đình hội viên phụ nữ nghèo khó khăn và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở 3 xã biên giới thuộc chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh viện Quân y 268, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trao tặng những phần quà thiết thực. Mỗi phần quà trị giá khoảng 500-700.000 đồng, gồm gạo, mì ăn liền, khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa, bánh và các nhu yếu phẩm khác. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những món quà nhỏ nhưng ấm áp, chia sẻ một phần khó khăn với các hội viên phụ nữ yếu thế, là nguồn động viên khích lệ để họ có thêm động lực ổn định vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực vượt qua đại dịch, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Rất vui vì được nhận những món quà của những anh chị và những người đã hỗ trợ và giúp gia đình em trong ngày dịch bệnh COVID. Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương được thực hiện từ năm 2018. Qua 3 lần tổ chức với sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các nhà tài trợ đã đồng hành hỗ trợ với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Những mái ấm tình thương được xây dựng, những cây con giống được hỗ trợ. Một số hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo khó khăn của các xã biên giới còn được hỗ trợ sinh kế, được hướng dẫn làm chuồng trại, cách chăn nuôi, chăm sóc, nhân rộng mô hình chăn nuôi dê trong cán bộ hội viên nhằm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo khó. Trước đây là cũng có bên phụ nữ về biên phòng tỉnh đã hỗ trợ là 2 con, mà hiện tại là có đẻ rồi, chưa được 1 năm đẻ được 2 con. Đó là nói chung cũng rất cảm ơn là nhà nước đã quan tâm. Phần thứ hai là sau này mà đẻ thêm là phát triển kinh tế càng ngày càng phát triển thêm, bán là để mua sắm trong gia đình, tạo điều kiện cho con học hành, khi mà có dế bán dế. Chương trình đồng hành phụ nữ biên cương nó thiết thực, nó ý nghĩa, nó cụ thể, và từng hộ dân nó cả cái chương trình đầu tư và hỗ trợ ở đây thiết thực và cụ thể đến từng hộ dân. Và các chị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng với các cái đơn vị tài trợ, họ đến từng hộ dân, họ khảo sát và họ xem xét và hỗ trợ bằng những hiện vật, bằng những cây con giống, bằng những cái tình cảm phải nói rất là thiết thực và đem lại một cái hiệu quả phải nói là đáng ghi nhận. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về biên giới biển đảo, pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống tệ nạn buôn bán người cho cán bộ hội viên phụ nữ ở các xã biên giới, thực hiện các tiêu chí môi trường về xây dựng nông thôn mới. Với chuỗi các hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị vùng miền, giữa hội viên phụ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở. Để tạo sự lan tỏa rộng rãi đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ và người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang kết nối, kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn lực cho chương trình triển khai hiệu quả. Hoạt động của chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã tạo những cái hiệu ứng rất là tốt, qua đó nâng cao nhận thức cho những cái chị em phụ nữ ở cái vùng đồng bào dân tộc ý thức vươn lên trong cuộc sống. Những cái hoạt động của chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương sẽ được tiếp diễn trong cái thời gian tiếp theo với cái nhiều hoạt động hơn nữa. Đó là ngoài cái việc trao quà hỗ trợ thì chúng tôi còn hướng đến hỗ trợ những cái sinh kế để giúp cho chị em phụ nữ là có điều kiện để nâng cao hơn nữa nhận thức để mà tự lập được cuộc sống kinh tế và gia đình trong thời gian tới. Để chương trình thực hiện liên tục và bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trong công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm qua từng hoạt động. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, hội còn tổ chức tuyên truyền bổ sung kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho phụ nữ các xã biên cương về phương pháp hoạch định kinh tế chi tiêu trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Với mục tiêu giúp cán bộ hội viên phụ nữ ở các xã biên giới có sự thay đổi tích cực về mọi mặt đời sống xã hội.